Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mai tuyệt đối không ra đường sau 18 giờ. Từ tối mai, người dân Thành phố Hồ Chí Minh không ra đường sau 18 giờ, tất cả hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối dịch bệnh. Thông tin trên được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 về quán triệt chỉ thị 12 và triển khai chi tiết kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh về cao điểm phòng chống dịch tối 25 tháng 7. Theo ông Phong, đến nay thành phố đã có 55.570 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố. Riêng 17 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thành phố ghi nhận gần 47.000 ca nhiễm, trung bình mỗi ngày phát hiện 2.931 ca bệnh. Các ca nhiễm hiện được ghi nhận phần lớn tại khu phong tỏa và khu cách ly. Để không xảy ra kịch bản xấu nhất, ông Phong cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn 2468 về siết chặt chỉ thị 16 với các biện pháp quyết liệt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thành phố cũng đã đưa ra 3 kịch bản để ứng phó với tình hình của dịch bệnh. Dù cố gắng nhưng thành phố vẫn phải áp dụng biện pháp số 2. Trong tình hình hiện nay, nhiều khả năng phải áp dụng biện pháp tình huống thứ 3. Để kịch bản thứ 3 không thể xảy ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn ngày 23 tháng 7 với các biện pháp quyết liệt. Từ tối mai, tuyệt đối người dân không ra đường từ 18 giờ. Tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối dịch bệnh, ông Phong nói. Về việc này, ông Phong cho biết, việc đó không phải là giới nghiêm. Sau 18 giờ mỗi ngày, người dân không nên ra đường. Hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng tới 6 giờ sáng hôm sau để đảm bảo giãn cách xã hội, hạn chế việc đi lại của người dân. Lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương phải tăng kiểm tra 24/24 tại khu dân cư, trên đường phố, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, thậm chí là tạm giữ hành chính trong trường hợp chống người thi hành công vụ. Người để dịch bệnh lây lan gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng phải điều tra và khởi tố nếu cấu thành tội phạm.